Thưa quý vị, do hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên tình trạng sa thải công nhân thời gian gần đây ngày càng tăng cao. Không còn lựa chọn, nhiều người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh đã đổ xô đi rút bảo hiểm xã hội một lần, thậm chí nhiều người phải xếp hàng từ tối khuya đến sáng ngày hôm sau để chờ lấy được sổ theo đúng thứ tự làm thủ tục. Tình trạng này đã diễn ra vài ngày nay khiến một số cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh quá tải, ùn ứ. Những hình ảnh này được ghi nhận tại trước trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Dù là buổi đêm, thế nhưng những người lao động này vẫn phải vạ vật ngồi đây, lấy số thứ tự để sáng hôm sau được rút tiền bảo hiểm xã hội. Để mà ngày mai mà làm được thì chỉ đi lúc nhiều khi là 3-4 giờ chiều, đi đến đây xếp hàng. Xong là đến tầm 10-11 giờ là có một anh ra phát số tạm thời ấy. Xong rồi đến 3, xong là có thể về nhà, xong hoặc là ở đây luôn, ở đây thâu đêm luôn. Còn tại trụ sở Bảo hiểm xã hội quận 12, thời điểm 10 giờ sáng, đa số những người lao động đến đây xin rút tiền bảo hiểm phải xếp hàng trước đó từ 4 đến 5 giờ sáng. Nhiều phụ nữ vì có con nhỏ phải nhờ chồng đến xếp hàng trước để lấy số thứ tự. Từ lúc 5 giờ sáng, chồng đi bốc số thăm người rồi có con nhỏ nên là tới số mình đi tới làm. Tại vì Covid vừa rồi cho nên thất nghiệp rồi nhiều, nên là khó khăn có con nhỏ nữa cho nên là rút bảo hiểm một lần rồi về quê làm ăn lại. Tôi là cũng hơi lớn tuổi rồi nên cũng để tới cái tuổi hưu cũng không kịp, không đủ, không có tuổi hưu cho nên sẵn còn học nghề rút ra cho học nghề luôn. Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm 2022 đến tháng 11 vừa qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã chi trả bảo hiểm một lần cho khoảng 99.615 người, tăng 460 người so với cùng kỳ năm 2021. Tình trạng đổ xô nhau đi rút chỉ tập trung ở một số nơi, khu vực vùng ven giáp ranh. Đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài lý do về mặt kinh tế thì có lẽ người lao động cũng có tâm lý e ngại. Chính sách bảo hiểm xã hội có thể thay đổi trong thời gian tới, nhất là về rút ngắn thời gian tính lương hưu và đề xuất rút bảo hiểm xã hội một lần chỉ 8%. Gọi là bất thường thì nó cũng không hẳn là bất thường, nhưng nó có cái nguyên nhân là do hiện nay cái tình hình kinh tế nó cũng có khó khăn do ảnh hưởng của thế giới. Một số doanh nghiệp thì người ta sa thải người lao động, mà người lao động của mình á, thì thường là cái nguồn tích lũy người ta không có nhiều, và cũng là cái thời điểm cận kề Tết cuối năm, do đó người ta chọn rút bảo hiểm một lần để có một cái nguồn kinh phí trang trải cuối năm và chuẩn bị cho đón Tết năm mới. Theo quy định, sau một năm nghỉ việc, người lao động không tìm được việc làm mới, không phát sinh đóng bảo hiểm xã hội, sẽ đủ điều kiện làm thủ tục nhận trợ cấp một lần. Người lao động sẽ nhận tiền qua tài khoản sau 7 ngày hoàn thành hồ sơ. Mặc dù hiện Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chưa công bố số liệu gần nhất về người nhận trợ cấp một lần, tuy nhiên nhiều lo ngại làn sóng này có thể sẽ gia tăng trong những ngày tới. Dịp cuối năm khi mà đa số người lao động đang háo hức chờ thưởng Tết, thì tại Nghệ An hàng nghìn công nhân lại ngậm ngùi khi bị chấm dứt hợp đồng lao động. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật vì không có chi phí trang trải cuộc sống. Nhiều người đã nỗ lực tìm kiếm việc làm mới nhưng thất bại vì tuổi tác đã nhiều lại không có tay nghề phù hợp. Chồng mất vì bạo bệnh 2 năm trước, một tay chị Nguyễn Thị Sen phải chăm lo cho mẹ già đau yếu cùng 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Cuộc sống vốn đã không dễ dàng, nay phải đối diện với cảnh mất việc. Để có tiền trang trải cuộc sống, những ngày qua chị đã phải rong ruổi khắp các khu công nghiệp, nhà máy tìm kiếm việc làm, nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Giờ đang còn nợ nần tiền trong hôi trong bị ổ, vậy tiền làm nhà nó là ngân hàng, bây giờ mẹ mất việc nên cuộc sống biết xoay sở lắm. Giờ gần Tết nhất định nơi rồi, thì nhất thứ hai giờ trong độ tuổi đang cũng nhiều rồi, đi xin việc mấy nơi rồi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Sau 14 năm gắn bó với công ty Matrix, chị Nguyễn Thị Thu Hiền chua xót khi cầm quyết định nghỉ việc. Cả gia đình 4 người nay chỉ biết trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng, trong khi chi phí sinh hoạt nơi thành phố lại quá đắt đỏ. Nghỉ việc với trong cái thời gian như thế này thì tuổi như chúng tôi thì là rất là khó xin việc và không biết là tìm việc gì để làm cả, cho nên là
không biết phải làm sao cả, cho nên là đành phải ở nhà. Mà ở nhà thì tất cả mọi cái đều phải là chi tiêu cả, cho nên là chúng tôi rất là hoang mang và thực sự là rất là bị trầm cảm luôn á. Thống kê từ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, dịp cuối năm, địa phương này có gần 2.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng, 452 lao động tạm hoãn hợp đồng, 20.342 lao động giảm giờ làm, chủ yếu là lao động ngành dệt may, giày da. Nguyên nhân là do đơn hàng dịp cuối năm bị các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản cắt giảm. Giải pháp trước mắt là đối với cái dịp Tết này, thì chúng tôi đã lên cái kế hoạch hỗ trợ Tết cho công nhân lao động có những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì những hoàn cảnh khó khăn đó thì trong đó có đối tượng công nhân chúng ta bị mất việc làm hoặc là bị hoãn hợp đồng lao động. Thì đối với những đối tượng này thì tối thiểu là chúng tôi sẽ hỗ trợ là 500 ngàn. Còn cái quan trọng nhất, căn cơ nhất là giải pháp lâu dài. Thì trước hết là chúng tôi phải có cái giới thiệu những việc làm ở các đơn vị mà đang có nhu cầu cần tuyển cho cái số bị mất việc làm. Theo tìm hiểu, sau khi bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhiều công nhân còn bị doanh nghiệp nợ lương, chưa thanh toán tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn trong khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Thưa quý vị, sau hơn 3 ngày làm việc, sáng nay kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bế mạc với việc thông qua 23 nghị quyết. Trong đó, tại nghị quyết phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân đã đề cập tới lộ trình ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. Tại kỳ họp, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết giá dịch vụ thoát nước đã được xây dựng trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí đầu vào, đặc biệt liên quan đến chi phí quản lý vận hành, duy trì bảo dưỡng hệ thống, khấu hao tài sản được hình thành qua quá trình đầu tư hệ thống thoát nước cũng như các cơ sở xử lý nước thải. Trên cơ sở đó, kết quả tính toán chi phí thoát nước và xử lý nước thải được đơn vị này đề xuất là trên 13.000 đồng một mét khối. Việc thu giá thoát nước được đề xuất thực hiện tăng dần theo lộ trình 5 năm và thu thông qua giá nước sạch. Cụ thể, năm thứ nhất thu bằng 10% với giá nước và năm thứ năm thu khoảng 35%. Theo đề án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, đối tượng phải nộp tiền dịch vụ thoát nước gồm người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan hành chính tại 12 quận nội thành và 9 phường của thị xã Sơn Tây, hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định được hỗ trợ một phần hoặc miễn nộp giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. Các địa bàn còn lại vẫn thu tiền theo quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, hiện nay đang áp dụng là 10% giá bán 1 mét khối nước sạch, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Sở Xây dựng thông tin, đề án thu giá thoát nước đã được lấy ý kiến Bộ Xây dựng và báo cáo tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố 3 lần, lấy ý kiến những đối tượng chịu tác động của chính sách 2 lần. Hiện cơ quan chuyên môn đã hoàn thành tất cả hồ sơ trình thành phố để xem xét quyết định.